Trước mắt, khách du lịch ngay từ khi đặt tour hoặc đến các cảng để lên tàu đi Cô Tô sẽ được nhắc nhở, đề nghị không mang theo túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. Quá trình du khách vui chơi, nghỉ dưỡng trên đảo cũng sẽ được phục vụ chu đáo bằng những dịch vụ, vật dụng thân thiện với môi trường. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh du lịch và người dân địa phương cũng được tuyên truyền hạn chế túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần trong sinh hoạt, phục vụ du khách. Mùa du lịch hè năm nay, trung bình mỗi ngày có trên 2.000 khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại Cô Tô. Có ngày cao điểm, huyện đảo đón tiếp trên 5.000 du khách, tương đương với dân số toàn huyện. Hầu hết các đoàn khách tới từ đất liền đều mang theo đồ nhựa dùng một lần. Tất cả rác thải này đều bị bỏ lại trên đảo khi du khách rời đi.